Hi, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh C2C Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm mẫu túi hoa cúc xinh xắn đáng yêu như thế này nha. Mẫu túi này mà cho mấy bé đeo thì rất là cute luôn đó mấy bà. Cái mẫu này là tôi móc bằng sợi dệt 3mm nha. Mấy bà cũng có thể móc bằng sợi miêu cotton nè. Nhưng mấy bà nhớ chập đôi sợi lại để cho túi nó đứng dáng hơn nha. Trông thôi là nó mềm lắm. Nào bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi. Ở mẫu này mọi người nói giúp mình là khi mình lên ba bánh á, thì ba bánh đó mình sẽ tính là một mũi kép đơn luôn nha. Thank you.
Giờ chúng ta sẽ móc nối cái hoa này và cái miếng hông túi mà trước đó chúng ta đã móc á theo công thức ở trên nha. Chỗ phần dư này á, lát nữa mọi người khâu vô rồi giấu sợi đi là nó sẽ đẹp nha. Giờ chúng ta sẽ móc tiếp các cánh hoa còn lại cho đến hết nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc một cái hoa tương tự như vậy nữa để làm mặt sau cho thân túi nha.
Sau khi móc xong mặt sau, chúng ta sẽ ráp vào mặt trước khi nãy để tạo thành túi hoàn chỉnh nhé mọi người. Ta cũng nối vào theo công thức tương tự như khi nãy nhé.
đến cái phần dây túi nè, vì mình móc sợi dệt á, nó cũng đã chắc sẵn rồi, nên mình chỉ cần móc khoảng 150 bính ra được nhé. Còn nếu bà nào móc bằng len á, thì sau khi móc 150 bính rồi, có thể thêm một hàng mũi trượt nữa cho nó chắc nha. Xong chiếc túi hoa cúc xinh xắn cho bé rồi nè mọi người. Mọi người thích thì có thể khâu thêm cái nút ở giữa vào cho nó chắc nhé. Ở đây mình cứ để vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chúc mọi người thành công. Xin chào.